Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta có một cái phần trả bài rất là quan trọng mà mình nghĩ là tất cả chúng ta đều rất là cần cái câu trả lời này. Đó chính là bạn có cơ hội để vất lên một cách mạnh mẽ trong thời gian sắp tới hay không? Cái phần chọn tụ bài hơi khó, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn tụ. Và các bạn tụ thứ nhất á, là nếu như các bạn thấy là các bạn kết nối với lại cái thông điệp, đó chính là các bạn đang trong cái giai đoạn mà các bạn làm việc rất là nhiều, làm việc rất là vất vả, làm ngày làm đêm, giống đây không nhất thiết là cái nghề may không nhé, mà có thể là bất kể nghề nghiệp nào, nhưng mà các bạn đang rất vất vả để tập trung làm việc. Nếu các bạn thấy kết nối với nguồn năng lượng này thì các bạn hãy chọn tụ một nhé. Các bạn tụ thứ hai là các bạn đang làm cái công việc mà có tính kỷ luật rất là cao. Các bạn cảm thấy là có những cái nguyên tắc luật lệ rất là khắt khe tại nơi các bạn làm việc. Và một số trường hợp thì công việc của các bạn có thể là mang tính chất của nghiêm trọng nữa. Đó, nếu các bạn đang thấy là áp lực nè, nghiêm trọng trong công việc, thì các bạn hãy chọn tụ 2. Trường hợp tụ thứ ba là các bạn đang trong cái giai đoạn có thiếu nhiều điều kiện, chẳng hạn hiện tại sức khỏe các bạn không có được tốt lắm, công việc các bạn chưa ổn định, các bạn còn gặp khó khăn về kinh tế, hoặc là các bạn có những cái sự thay đổi mới và những sự thay đổi mới đó chưa có ổn định. Mình ví dụ như là các bạn thay đổi cái cuộc sống qua một cái nơi mới và chưa ổn định, các bạn chưa có thích nghi được với cái hoàn cảnh, thì các bạn hãy chọn tụ 3. Bây giờ các bạn chọn nha. Mình sẽ giao phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1. Bạn có cơ hội vất lên mạnh mẽ trong thời gian sắp tới hay không? Và các bạn tụ một là đang trong giai đoạn đó là các bạn làm việc rất là chăm chỉ, rất là vất vả, công việc rất là nhiều. Bộ này chúng ta sẽ rút hai lá. Sorry. Đợi một chút nha mọi người. Mình trả bài trực tiếp. Cái này chúng ta sẽ rút một lá. Bộ này là ba lá nha mọi người. Sorry, để mình sắp kỹ lại. Mình cũng hay bị vội trong cái phần sóc bài này, tại cũng sợ mấy bạn chờ lâu á. Rồi, một cái nữa. Rồi, chúng ta lật bài nha. Các bạn có Sun of Cups, wow, có niềm vui mới, là có cơ hội mới đến với các bạn. Các bạn có sức sống mới nè. Các bạn có thể là có cái nguồn động lực và cái nguồn cảm hứng mới để các bạn phất lên là chắc chắn có. Nhưng các bạn có phất lên một cách mạnh mẽ để tạo ra những cái sự thay đổi lớn luôn cho cuộc đời các bạn hay không thì chúng ta sẽ xem tiếp. Các bạn có The Fool. Ở đây các bạn có nhiều những cái cơ hội mới nha. Thậm chí có một số bạn là có cơ hội để thay đổi công việc, thay đổi hoàn cảnh luôn. Có nghĩa là có cơ hội á, để các bạn là thoát khỏi luôn hoàn toàn cái công việc cũ. Các bạn có wow, trời ơi, bài kết nối vô cùng luôn á. Các bạn có step out of your comfort zone á, nghĩa là hãy vượt ngoài vùng an toàn. Wow, nếu như các bạn đang làm cái công việc nào mà nó rất là nhiều tháng, nhiều năm rồi, vất vả lắm, thậm chí nếu như các bạn không còn có thời gian để có thể là chăm sóc cho bản thân. Ví dụ như là
các bạn sống chưa được thoải mái lắm, ví dụ như là những cái chuyện nó đơn giản thôi, ăn uống nè, ngủ nghỉ nè, tập thể dục này nọ, thậm chí các bạn làm việc nhiều đến nỗi mà các bạn không còn thời gian để có thể là lo lắng những điều cơ bản như thế cho chính bản thân của các bạn, thì thông điệp của các bạn nó quá là rõ ràng đi. Cho ba cái lá bài đầu tiên đó là các bạn hãy nên cho bản thân của các bạn một cái cơ hội mới nha, để các bạn vượt ngoài vùng an toàn, vượt thoát khỏi cái hoàn cảnh này. Các bạn làm sao cho cuộc sống của mình là nó đừng có nhàm chán, đừng có lặp lại. Không phải là cái công việc nó đừng lặp lại, mà là cái cảm xúc của các bạn, cái thần thái của các bạn, cái cách suy nghĩ của các bạn về cuộc sống nó đừng nhàm chán. Cho nên là đến lúc các bạn có quyền là thay đổi một cái điều gì đó trong cuộc đời mình, để các bạn có thể là sống một cuộc đời là có nhiều cái sự tươi mới, sự thú vị hơn. Các bạn có quyền là làm đẹp cho bản thân của các bạn nhiều hơn, có quyền cho bản thân của mình là giống như kiểu tươi trẻ trở lại, và khuyến khích là các bạn vượt ngoài vùng an toàn để cuộc sống của mình nó được chấp nhận những cái cơ hội mới đến với các bạn, nó được thay đổi. Oh my God, các bạn có sự hỗ trợ nữa, các bạn không đơn độc. Kể cả các bạn có đang là cha đơn thân, mẹ đơn thân, kể cả các bạn có đang độc thân gì chăng nữa, thì sắp tới á, các bạn có người đồng hành, có người ủng hộ, hỗ trợ, chứ các bạn không đơn độc. Và thông điệp này cũng muốn nói là vũ trụ có chú ý đến các bạn nha. Chỉ khi nào mà các bạn có cái khả năng tâm linh, các bạn biết lắng nghe trực giác, các bạn biết nhìn những cái dấu hiệu từ vũ trụ, thì khi đó các bạn mới hiểu được là vũ trụ quan tâm các bạn như thế nào. Đến lúc đó là các bạn sẽ rất là cảm nhận được, rất là tin về cái việc là vũ trụ rất là quan tâm các bạn. Oh my God, the Empress. Ôi, có câu trả lời luôn. Tại vì năng lượng của the Empress là rất mạnh. Mạnh nhất về cái mặt gọi là sự thịnh vượng, sự may mắn, sự khỏe mạnh và thậm chí cả sắc đẹp nữa. Thì các bạn tụ một là cái câu trả lời cho mấy bạn, nó là một cái câu trả lời rất là rõ ràng luôn, là bạn có sự phất lên một cách mạnh mẽ, phất lên mạnh mẽ trong thời gian tới. Nếu như các bạn không có cái thông điệp của The Empress á, và các bạn chỉ có những cái thông điệp trên thôi, nghĩa là các bạn cũng có những cái cơ hội tốt, cũng có những cái cơ hội tốt hơn là cái tình trạng cũ. Nhưng nó chưa có được gọi lắm là một cái sự phất lên mạnh mẽ. Nó có thể nói là một cái sự phất lên cao hơn. Nhưng mà các bạn có thông điệp rất là mạnh á, tức là bạn là phất lên một cách mạnh mẽ luôn. Đây là cái sự thay đổi mang tính chất bước ngoặt trong cuộc đời các bạn, chứ không có phải là một sự phất lên hơi cao hơn, mà là phất lên một cách mạnh mẽ. Ở đây mình thấy luân xa trái tim của các bạn rất là phát sáng nữa, chứng tỏ là bạn có một cái sự thông suốt nè, và bạn không còn thấy mọi chuyện nó là tổn thương, nó là vất vả, mà ở đây các bạn lại càng tăng về cái tình yêu thương, tăng về cái lòng biết ơn với cuộc sống nữa. Và trong người các bạn là từ đây trở về sau là các bạn sẽ thấy là cái sự dạt dào cảm xúc trong trái tim của bạn về mọi chuyện luôn, về mọi chuyện. Các bạn có nữ hoàng kiếm, wow, nữ hoàng kiếm là một cái thông điệp tuyệt vời rồi, tại vì á là cho thấy là đến thời điểm này thì các bạn tụ một là những người biết yêu thương chăm sóc bản thân bạn nhiều hơn. Giống như lúc trước các bạn vì công việc nhiều, bạn vì cái việc kiếm tiền, vì thu nhập mà bạn làm việc nhiều khi quên chăm sóc cho sức khỏe của bản thân, nhiều khi là bạn bạn không có được gọi là dành cái sự tốt nhất cho bản thân á. Nhưng mà lúc này đây thì bạn đã khác rồi, tức là bạn đã biết dành cái sự tốt nhất cho bản thân các bạn, bạn được gia tăng về mặt trí tuệ và mình thấy các bạn rất là sáng. Tức là luân xa của bạn á, những luân xa về tâm linh, những luân xa để thể hiện cái tình yêu thương của bạn là hầu như được mở hết. Cho nên là bạn thấy bạn cái trực giác của bạn rất là mạnh, và cái nền tảng phân tích sự việc sao cho nó có cái sự kết nối, nó có sự logic với nhau ở nơi bạn cũng mạnh luôn.
để và cái khả năng kết nối của bạn với lại vũ trụ cao hơn. Bạn bạn sẽ trở thành một cái người mà rất có niềm tin với vũ trụ, và cái khả năng kết nối năng lượng của bạn và vũ trụ rất là cao. Nếu như trước trước đây mà bạn còn nửa nghi nửa ngờ về cái việc kết nối với vũ trụ là như thế nào, thì bây giờ khác rồi. Bây giờ đã đến cái giai đoạn là bạn cái niềm tin vào cái việc là năng lượng của bạn kết nối năng lượng vũ trụ, bạn sẽ có cái chứng cứ để mà bạn tin nhiều hơn. Các bạn có Seven of Cups nhiều, bắt đầu là nhiều cái sự lựa chọn sẽ đến với các bạn nha. Nhiều cái cơ hội đến, nhiều cơ hội đến. Luân xa ba, luân xa ba là luân xa đang nói về cái năng lực của các bạn nè, đang nói cái niềm tin vào bản thân, đang nói về cái bạn về cái việc mà bạn đánh giá giá trị bản thân của bạn là như thế nào. Thì mình thấy là hồi phục luân xa ba, tức là bạn sẽ biết trân trọng bản thân của mình nhiều hơn. Bạn sẽ tất cả những cái sự suy nghĩ gọi là xem thường bản thân hay là làm giảm giá trị bản thân gì đó, là những cái suy nghĩ này nó sẽ không có tấn công bạn được nữa. Các bạn có câu trợ bạn có thông điệp nô. Thông điệp nô này á, là thông điệp nô này của các bạn á, là sẽ có rất là nhiều điều trong cái cuộc sống của các bạn á, mà các bạn phải có những cái sự say no nha, các bạn phải có những cái sự say no. Cái này nó rất là tế nhị á, tức là bạn bạn phải hiểu bản thân của mình nhiều hơn. Bạn tập trung vào những cái mục tiêu của mình, và bạn hãy xem xét cái tình hình của bạn á, cho nên là để bạn đánh giá là với cái tình hình hiện tại của bạn như thế này thì bạn có thể say yes được hay không, hay là bạn nên say no. Thì đó, đó là cái vấn đề ý muốn nói với các bạn, là bạn phải hiểu rõ bản thân và hiểu rõ cái tình trạng của bản thân các bạn, và bạn hãy biết là ưu tiên bản thân của các bạn nhiều hơn, để khi nào mà bạn có thể là đến cái thời điểm mà bạn phất lên một cách mạnh mẽ, mà bạn có thể là đủ sức để mà dư dả mà có thể lo được cho rất là nhiều người á, thì lúc đó bạn có thể say yes thêm. Còn cái thời điểm mà bạn đang cần tập trung để hồi phục bản thân của mình, để mà cố gắng phất bản thân của mình nhiều lên á, thì có nghĩa là bạn cũng hãy thẳng thắn rõ ràng say no với những cái bạn từ từ bạn sẽ biết thôi. Tức là sẽ có những cái sự việc đến á, mà rồi rồi là vũ trụ cũng sẽ cho bạn những cái dấu hiệu để bạn biết rằng là có những chuyện như thế nào đó mà bạn cần phải say no. Rồi. Cái lá này lật lên, manifestation, có nghĩa là bạn sẽ hiện thực hóa được ước mơ của bạn á. Mà cái thông điệp của mấy bạn tụ một thì cái sự nổi bật và đến liền với các bạn chính là cái sự thay đổi về vật chất, về tài lộc, về cái phước, về vật chất là cái mà bạn sẽ thay đổi đầu tiên nha. Có nghĩa là nếu bạn đang thấy là bạn vất vả quá, thu nhập đang không nhiều, thì cái sự thay đổi đến với các bạn á, cái đầu tiên là cái sự cải thiện về tiền bạc vật chất. Đây là cái mà sẽ đến với các bạn đầu tiên. Bạn sẽ dường như là cảm thấy rất là thỏa mãn luôn, mãn nguyện luôn á, đạt được cái ước mơ của các bạn. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tổ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn tuần 2. Chủ đề của chúng ta là bạn có cơ hội để phất lên một cách mạnh mẽ trong thời gian sắp tới hay không? Và năng lượng của các bạn tuần 2 chính là các bạn đang làm việc trong một môi trường nghiêm khắc, áp lực. Trong một cái môi trường mà có nhiều những cái nguyên tắc, luật lệ và các bạn phải tập trung rất là cao độ. Chúng ta vào phần trả bài ha. Bộ này mình sẽ có hai lá. Các bạn cố gắng chờ mình rút bài ha, tại vì rút trực tiếp như thế này nè, cái sự kết nối nó cao lắm. Tarot. Bộ tarot này chúng ta sẽ rút 3 lá. Còn một lá, còn một bộ nữa. Rồi, chúng ta rút bài. Các bạn có hai tiền. Bạn sẽ có sự cân bằng lại nha. Nếu như bạn đang thấy là kiệt sức, mà cũng không nhất thiết phải kiệt sức, mà kiểu của năng lượng các bạn tụi hai thì nó đi về cái áp lực nhiều hơn. Tức là cái tính chất của cái sự áp lực căng thẳng của cái gì đó mà phải tập trung rất là cao độ, giống như cái môi trường đó, nó có nhiều những cái nguyên tắc, thì bạn sẽ cân bằng lại được nha. Thật là tuyệt vời á. Cân bằng lại được, có sự chuyển hóa đến nha. Chứ các bạn không có phải là ở trong một cái tình trạng mà căng thẳng áp lực như thế nó kéo dài đâu. Cái nữa là bạn có ba tiền. Cái con đường gọi là kiếm tiền của các bạn á, nó giống như nó phải là một cái sự phối hợp của nhiều người, giống như cái nơi các bạn làm việc hoặc là cái đội nhóm của các bạn làm việc đi, khoa phòng của các bạn làm việc đi, thì nếu mà càng đoàn kết bao nhiêu thì cái sự sinh lợi nó tốt bấy nhiêu. Hoặc là giống như công việc của các bạn được gọi là nó bắt buộc phải là có cái sự hợp tác với nhau, cho nên là dường như là các bạn phải cố gắng lắm để có thể gọi là dẹp bỏ nhiều những cái tôi cá nhân lắm. Tiền bạc thì mình thấy là các bạn đang ở một cái mức độ gọi là cũng được, gọi là kiểu như dạng cân bằng, vừa đủ. Có một số trường hợp thì hơi dư hơn một chút. Nhưng nếu như các bạn xem, chọn cái video này xem, thì mình nghĩ là các bạn thật sự muốn phất hơn nữa. Các bạn muốn được cái sự thành công hơn. Chúng ta để xem nha. Trong let your past hold you back. Đừng để quá khứ giữ chân của bạn lại. Có nghĩa là các bạn hãy suy nghĩ theo cái hướng là về phía trước á, suy nghĩ theo cái hướng về tương lai. Cái gì mà nó đã thuộc về quá khứ, nó thuộc về cách làm cũ, cách tư duy cũ, thì dường như là các bạn nên dẹp nó về quá khứ luôn. Đừng để quá khứ nếu giữ bạn lại, hoặc là trong quá khứ bạn đã từng từng đầu tư công sức này nọ của mình nhiều, nhưng mà các bạn làm việc bất vả vô cùng hoặc là căng thẳng vô cùng, thì các bạn cũng không có thấy là mình được nhẹ lòng, được thanh thản, được thoải mái, và tiền thì cũng không có phải được gọi là nhiều lắm. Thì các bạn hãy nên là nhìn về phía trước, tìm kiếm những cái cách làm, những cái suy nghĩ mà nó mới, có nghĩa là các bạn thay đổi cái cách làm cũ, thay đổi cái cách tư duy cũ, hoặc là bạn đã phát hiện ra cái gì nó cũ mà nó đã không có còn phù hợp rồi, thì rất là phù hợp để cho bạn chuyển qua cái gì đó mới luôn. Hoặc là năng lượng nữ tính. Wow, cái mà bạn đang cần đó chính là năng lượng nữ tính. Năng lượng nữ tính. Có thể các bạn tụi hai đang bị mất cân bằng nhiều, giống như cái các bạn đang bị trội, kiểu như năng lượng nam tính, không phải giới tính nha mọi người. Mình giống như cơ thể của mình nè, có nghĩa là chúng ta có cả năng lượng nam tính và nữ tính, không phải giới tính. Cho nên là nhiều khi năng lượng nam tính là gì, là cái năng lượng mà bạn phải làm việc rất là nhiều, bạn nóng nảy, rồi kiểu như bạn căng thẳng, bạn áp lực, vân vân, mà kiểu như là dẹp bỏ hết những cái gọi là cái sự thấu hiểu, cái tâm lý, cái tình yêu thương. Đó, là có nghĩa là bạn đang bị mất cân bằng.
bạn đang trội năng lượng nam tính và bạn thiếu năng lượng nữ tính. Thì ở đây là có sự thay đổi đến với các bạn nha, là bạn có được giống như bổ sung về cái nguồn năng lượng nữ tính á, là cho nên là bạn mới giữ được sự cân bằng trở lại. Chứ với cái tình trạng áp lực như thế này mà căng thẳng quá nữa là giống như là cả cuộc đời mình là nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái căng thẳng như thế này. U trời ơi, các bạn hai liền lặp lại lần thứ hai nè, kết nối dữ lắm luôn á. Các bạn yên tâm nha, là các bạn sẽ được bổ sung về những gì mà các bạn còn thiếu. Bài bạn lên rõ quá, the star, oh my god, và seat of cup. Cái này có thể liên quan về tình yêu nữa. Bây giờ về công việc, sự nghiệp, tiền bạc thì các bạn không có phải là một cái sự phất lên một cách mạnh mẽ, mà là các bạn giữ được cái sự cân bằng. Chẳng hạn như công việc là không có phải trong cái trạng thái áp lực rồi áp lực nữa, mà bắt đầu có sự cân bằng trở lại. Và cái cuộc sống bạn sẽ thay đổi theo cái hướng là từ từ, những cái sự hy vọng, ước mơ và những cái sự phát triển lên nó sẽ đến một cách từ từ đi lên, chứ không có phải là thay đổi một cách thật là mạnh mẽ, đảo ngược hết mọi chuyện là không phải, mà nó sẽ cân bằng lại từ từ rồi bắt đầu mới phát triển lên từ từ. Cái nữa là ở đây mình thấy có tình yêu nữa, có tình yêu nha. Khả năng là các bạn có khả năng là một những bạn liên quan đến tình yêu thì các bạn khả năng là có sự sum họp đoàn tụ với một ai đó mà các bạn đã biết rồi. Đây có thể là người yêu cũ, hoặc đây có thể là một người mà bạn đã từng biết trước đó thôi, chứ không nhất thiết phải là người yêu cũ. Đó, rồi thời gian này các bạn cũng là những người có cái sự hoài niệm nha, có sự hoài niệm. Hoặc là nếu như các bạn đang sống ở xa quê hương thì có vẻ như các bạn đang nhớ về quê hương của mình, hoặc là các bạn đang nhớ về cái người thương của mình đang ở quê hương đấy. Rồi đó, còn có trường hợp khác nữa. Trường hợp khác là ở đây có nhiều bạn đang làm cái khả năng tâm linh của các bạn đang vượt lên á, chính là cái việc mà các bạn đang muốn là thắc mắc về những cái kiếp sống trước của mình như thế nào, hoặc tự nhiên là bạn có cảm giác là cái trái đất này nó chỉ là một cái nơi để mình du lịch hay sao á, là một cái nơi để mình đến đây mình học hỏi, mình du lịch thôi, chứ còn quê hương của các bạn giống như là kiểu ở một cái nơi khác, ở một cái hành tinh khác. Các bạn đang có một cái cảm giác như vậy và tự nhiên là các bạn muốn nhớ lại cái quê hương của mình. Các bạn đang muốn các bạn đôi khi các bạn sẽ cảm thấy xa lạ với lại cái hành tinh trái đất này, giống như cái kiểu các bạn đang muốn nhớ lại cái tiền kiếp. Và có như thế nào chăng nữa thì cái cuộc sống của các bạn nó đầy những cái sự hy vọng và ước mơ nha. Cái sự phất lên mạnh mẽ của các bạn á, nó không phải về mặt tiền bạc. Về mặt tiền bạc là các bạn yên tâm cho mình là các bạn sẽ giữ lại được sự cân bằng, rồi các bạn phất lên từ từ, chứ nó không có làm cái đùng phất lên mạnh mẽ. Nhưng mà cái sự chữa lành, năng lượng của sự chữa lành, năng lượng của tình yêu thương thì cái này có khả năng sẽ phất lên mạnh mẽ. Có sự sum họp đoàn tụ, hoặc là các bạn sẽ phát triển về nhận thức về tâm linh rất là cao. Wow, các bạn được sự bảo vệ của các thiên thần. Hoặc cũng có thể bạn là thiên thần bảo hộ. Giống như các bạn có những cái vai trò trách nhiệm nào đó lớn trong cuộc đời á. Cho nên là giống như các bạn ở vị trí của cái người đi bảo vệ, tức là các bạn có xu hướng sẽ làm cái việc gì đó mà bảo vệ con người hoặc là bảo vệ sự sống. Oh my god. Ồ trời ơi, rất là kết nối nè. Rõ ràng là door to spirit, cánh cửa, dẫn đến cái sự nhận thức tâm linh rất là cao. Wow, như vậy ha. Để mình kết luận cái phần của mấy bạn tụ hai, đó là các bạn không, cái phần tiền tài vật chất á, là cái thế giới vật chất á, nó không có phải là cái mà bạn đặt nặng. Thật ra bạn quan tâm về cái sự phát triển về tâm linh nhiều hơn. Cái phất lên mạnh mẽ của các bạn chính là cái sự phát triển về tâm linh, về tình yêu thương,
về nhận thức. Sự phất lên mạnh mẽ của các bạn đó là bạn mong muốn biết rõ hơn nữa về cái sứ mệnh linh hồn của mình. Và nhiều khi bạn sẽ có cảm giác là giống như mình là một thiên thần bảo hộ, mình có một cái vai trò trách nhiệm gì đó rất là lớn lao ở cái cuộc sống này, mà giống như đó là cái sứ mệnh của các bạn. Và đôi khi các bạn sẽ có cảm giác giống trái đất là nơi để bạn du lịch, để học tập và để thực hiện cái nhiệm vụ sứ mệnh gì đó thôi. Bạn đang rất là mong muốn nhớ lại cái tiền kiếp của mình. Rồi đó mới là cái bạn phất lên mạnh mẽ. Còn cái tiền tài vật chất là bạn sẽ giữ lại được sự cân bằng. Bạn cân bằng nhưng đó cũng không phải là mục tiêu của bạn nữa. Mục tiêu của bạn chính là cái sự phát triển về tâm linh. Thì đúng như ý nguyện của các bạn thì cái sự phát triển về tâm linh mới là cái khía cạnh phất lên mạnh mẽ. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tổ 2 nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba. Chủ đề của chúng ta là bạn có cơ hội để phất lên mạnh mẽ trong thời gian sắp tới. Và năng lượng của các bạn tụ ba, các bạn có nhiều những cái gọi là chưa có đủ điều kiện. Chẳng hạn như là tình trạng sức khỏe của bạn chưa được tốt, hoặc là bạn đang gặp những cái vấn đề khó khăn về công việc, về tiền bạc, hoặc các bạn đang cảm thấy lạ lẫm chưa có kịp thích nghi với cái sự thay đổi. Chẳng hạn như là bạn đi học ở nước ngoài, hoặc là bạn làm việc ở nước ngoài, hoặc là bạn di cư qua nước ngoài thì bạn vẫn còn bỡ ngỡ, bạn chưa có thích nghi được cho nên với cái sự thay đổi mới, cho nên là bạn còn đang bạn có một cái sự gọi là giống như bị tổn thương nào đó. Bây giờ chúng ta xem là sắp tới bạn có phất lên một cách mạnh mẽ ha. Rồi, cố lên. Chờ mình chút xíu nha mọi người. Ta rót 3 lá nữa. Wow, wow, wow. Rồi, mình lật bài nha. Các bạn có 2 tiền. Oh my god. Có sự chuyển hóa và đang có những cái sự cân bằng trở lại. Và các bạn có Sun of Wands. Oh, có cơ hội để phát triển lên. Thứ nhất là các bạn sẽ không còn nằm trong cái tình trạng thiếu thốn điều kiện. Mình chẳng hạn, các bạn có cơ hội để hồi phục á. Ví dụ như là bạn sẽ có cơ hội thích nghi được với cái cuộc sống mới. Bạn có cơ hội là có cái công việc của bạn ổn định hơn. Bạn có cơ hội phục hồi lại. Ví dụ như sức khỏe đang không tốt thì bạn đang có cơ hội cân bằng trở lại nha.
cân bằng thấy rất là rõ, bởi vì các bạn thấy cái lá hai tiền trong cái phần bài này, hai tiền tiền này nó đang nằm ở cái vị trí rất là cân bằng với nhau, khác những lá bài hai tiền khác. Những lá bài hai tiền khác các bạn sẽ thấy là nó chéo, là cái đồng tiền trên và cái đồng tiền dưới nó chưa cân bằng, còn cái lá này là cơ hội cân bằng của các bạn cao hơn nha. À, với lại á, là hình ảnh của bông bướm luôn là đại diện cho cái sự thay đổi và cái sự chuyển hóa, chắc chắn bạn thoát khỏi cái tình trạng này. À, nhưng mà gọi là có phất lên một cách mạnh mẽ hay không là chúng ta sẽ còn đợi thêm, mình phân tích thêm nữa. Ở đây là có cơ hội đến với các bạn, tức là cơ hội cho những cái sự hành động nè, cơ hội để có những cái hành động. Cơ hội bắt đầu là bạn thắp lửa lại cho cuộc đời của các bạn nè, giống như các bạn sẽ thoát khỏi cái tình trạng cảm thấy mình tủi thân, cảm thấy mình thiếu thốn, cảm thấy cuộc đời sao mà vô vị nhàm chán, thì bạn đang có cái cơ hội để mà đập tan cái nguồn năng lượng đó. Tại năng lượng này là năng lượng của cái việc thắp sáng lại, năng lượng của cái ngọn lửa mà khiến cho các bạn là sống nhiệt huyết trở lại, có niềm đam mê trở lại. Bạn sẽ thấy là có cái sự ấm áp trở lại, có những cái cơ hội để các bạn tìm thấy được cái niềm vui, tìm thấy được cái niềm vui trong cuộc sống nha. Bắt đầu bạn phấn chấn hơn, bạn cảm thấy là nhiệt huyết hơn với cuộc sống, chứ bạn không còn trong cái tình trạng là thờ ơ với cuộc sống nữa. Ui, các bạn có you very, very close to achieving your goal, bạn sắp đạt được cái mục tiêu của các bạn rồi. Nếu như bạn đang muốn hỏi mình là các bạn có nên cố gắng hết sức để vượt qua giai đoạn này hay không, là câu trả lời rất là nên. Nếu như các bạn thấy là nỗ lực quá nhiều rồi, đôi khi các bạn cũng chạnh lòng lắm, tủi thân lắm, không biết là cái sự nỗ lực này của mình nó có kết quả hay không, thì câu trả lời là có. Tức là cái sự nỗ lực này của các bạn chắc chắn không có bị phung phí. Bạn đang đi đúng hướng á, bạn nỗ lực nữa đi, bởi vì bạn đã sắp sắp đạt đến cái mục tiêu của bạn. Cái điều này là một cái sự khẳng định cho các bạn đang đi đúng hướng rồi, bạn cứ nên tiếp tục á, thậm chí là cứ nên cố gắng hết sức mình để tiếp tục. Wow, bạn bước qua một cái thế giới khác rồi, không có quay trở lại mà bước tới luôn. Bước tới luôn. Cái thế giới cũ này của bạn á, nó là cái gì đó, nó không có sắc màu gì hết á. Nó là những cái không có hy vọng gì hết á, nhưng mà cái thế giới mới của bạn nó là một cái sự hy vọng mới, nó là một cái sự tươi mới nè, bạn đang bước qua. Bạn thấy không? Bạn đang bước qua thì bây giờ bạn bước tiếp là bạn qua luôn á, có nghĩa là đang đi đúng hướng rồi đấy, cứ tiến về phía trước thôi. Nếu như cái cuộc sống mới này của bạn, nếu như cái sự thay đổi cái nơi ở mới nè, thậm chí là thay đổi cái nơi ở mà ở nước ngoài nữa, thì có nghĩa là bạn cứ tiếp tục thôi chứ không có đi lui trở lại, cứ tiếp tục. Cho nên cái lúc mà còn đang chưa chưa có bước qua hết như thế này là nhiều khi mình cũng thấy chạnh lòng lắm. Nhiều khi các bạn sẽ có cảm giác tủi thân, sao mà mình chưa có đủ điều kiện thế này thế kia. Nhưng mà thật sự không có phải như thế, bởi vì cái gì nó cũng là một cái quá trình. Cái quá trình của bạn nó chưa có xong cơ mà. Bạn chỉ đang là close to, bạn đang gần tới thôi, chứ bạn chưa có phải là đến nơi luôn rồi. Cho nên là bạn đang cái quá trình, bạn bước tiếp nữa thì mới tới. Ô, một kiếm. Một kiếm thì mình phải làm bạn tỉnh táo hơn á, bắt đầu tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn, có ý chí nghị lực hơn, không có kiểu mà buồn buồn chán chán, yếu xìu hay gì nữa đâu, mà bắt đầu kiểu như không không có đi một cách khâm khâm đâu, mà bắt đầu là mạnh mẽ hơn á, hiên ngang hơn, tinh thần mạnh rồi. Mấy bạn có ba con số 1 nha, ba con số 1 đây nè, một gậy, đây cũng là gậy nè, hình ảnh một gậy, một kiếm, một gậy. Cái này là cái con rắn nó ôm một gậy, là bạn có con số 111. 111 lên Google tra nha mọi người, để đọc cái thông tin, vì nhiều lắm. Bạn tra là như thế này, bạn tra số thiên thần 111, rồi đó các bạn đọc thêm ha, đọc thêm tại vì nhiều lắm. Nhưng mà số thiên thần 111 thì mình nói tóm thôi chứ còn nhiều lắm nha.
và nó còn tùy thuộc vào cái suy nghĩ của mấy bạn nữa. Ví dụ các bạn đang suy nghĩ về tiền bạc, các bạn đang suy nghĩ về tình yêu, hướng đi mới, công việc mới, nơi ở mới, thì nó còn tùy thuộc vào các bạn, thì cái con số 111 nó sẽ ra cái ý nghĩa khác. Ở đây thì mình thấy á, là bạn đang rất là kết nối với là vũ trụ, tức là vũ trụ đang rất là để ý bạn, có thể nói là vũ trụ đang nhìn thẳng vào bạn. Khi nào mà các bạn lên cái khả năng tâm linh của các bạn lên, thì tự nhiên là các bạn sẽ nhận ra được các dấu hiệu từ vũ trụ, và khi đó các bạn sẽ hiểu và các bạn có một cái niềm tin hơn, là bạn sẽ hiểu được là tự nature, tự nhiên là vũ trụ á, là cái năng lượng từ vũ trụ là như thế nào, và vì sao vũ trụ lại yêu thương các bạn và bảo vệ các bạn, rồi đánh thức các bạn, thức tỉnh các bạn vào những cái giai đoạn phù hợp là như thế nào. Thì khi nào mà các bạn nâng lên được cái khả năng tâm linh thì các bạn mới hiểu. Cho nên là cái điều này là cho thấy là vũ trụ rất là đang bảo vệ các bạn luôn. Cho nên là các bạn hãy cố gắng thêm nữa, và các bạn đừng có bỏ cuộc nha, đừng có bỏ cuộc. Các bạn có nhiều những cái cơ hội mới, có thể nói phần trải bài của các bạn tụ ba thì cái cơ hội để phất lên mạnh mẽ của các bạn ạ, cái sự phất lên của các bạn nó cũng phải là 70% trở lên nha. Có nghĩa là không có tới mức được gọi là 90% này nọ, nhưng mà cũng 70% trở lên được gọi là một sự phất lên mạnh á, chứ cũng không có gọi là nhẹ đâu. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là nó có cơ hội gọi là các bạn phải mạnh dạn hơn nữa, mạnh dạn hơn, cứ mạnh dạn sống một cách mạnh mẽ hơn nữa. Các bạn phải rèn luyện thêm cho bản thân cái tính bền bỉ và kiên nhẫn nhiều hơn nữa nha, bền bỉ, kiên nhẫn, chịu đựng hơn nữa. Để mình tiếp. Oh my god, trời ơi, impress luôn hả. Cái câu trả lời của mấy bạn tụi ba là phất lên một cách mạnh mẽ. Đúng, phất lên một cách mạnh mẽ luôn. Tại vì sắp tới là sẽ có một cái ý tưởng sáng tạo nào đó dành cho cuộc đời của các bạn. Và từ một cái ý tưởng sáng tạo đó là bạn phất lên luôn á. Phất lên cao, thật là cao luôn. Tại vì DMRS là bạn cải thiện về nhiều mặt nha. Sức khỏe bạn cũng là cải thiện một cách xuất sắc nè. Tình yêu thương đó, có nghĩa là bạn không có trở nên khô cằn sỏi đá, bạn không có đóng khép kín trái tim của mình lại đâu, mà bạn còn mở rộng tình yêu thương của bạn ra nữa, và bạn sống biết ơn với cuộc đời nhiều hơn nữa. Mình thấy các bạn khôi phục kể cả là về ngoại hình, về nhan sắc các bạn cũng khôi phục luôn. Đó là bạn tỉnh táo hơn nè, xinh đẹp hơn nè, sức khỏe tốt hơn nè, thần thái này nọ mọi thứ đều hơn. Và dĩ nhiên là cái sự thịnh vượng vật chất, là các bạn là có cái sự thắng lợi về vật chất luôn, có nghĩa là các bạn sẽ phất lên một cách mạnh mẽ về cái phương tiện tiền bạc vật chất luôn. Và trường trường hợp của các bạn tụ ba là mình đang thấy hai cái quá trình song song đó, chính là cái quá trình nâng về tinh thần và tình yêu thương của các bạn, nó sẽ đi khá là song hành với lại cái sự phát triển về cái thế giới vật chất. Sắp tới cuộc đời các bạn tụ ba sẽ có nhiều những cái rất là lấp lánh nha, những cái lấp lánh. Bạn sẽ có xu hướng là bạn thích những cái sắc màu sáng nhiều hơn, hoặc những sự lấp lánh, những cái đẹp, bạn thích ánh sáng nhiều hơn, rồi hoặc là nếu bạn thích hoa thì cũng là hoa nở rực rỡ đẹp nè, hoặc là cái điều đó mà bạn sẽ làm cho cuộc sống của các bạn á, mình thấy là sắc màu tươi sáng nhiều hơn và lấp lánh hơn. Wow, harmony and resolution. Wow, cái năng lượng của sự hài hòa cân bằng và năng lượng của cái việc bạn tìm ra được cái giải pháp á, là đang đến với các bạn rồi. Nếu như bạn đang có câu muốn hỏi cái câu nào đó cho cái vấn đề mà bạn đang thắc mắc thì mình thấy là bạn sẽ có được cái câu trả lời đến với bạn, nó là một sự hài hòa nha, nó là một sự hài hòa. Sự hài hòa nó là một cái sự giải pháp
là một cái giải pháp tuyệt vời đó mọi người. Tại đầu đầu tiên á, khi mà chúng ta muốn thay đổi cái gì đó mạnh mẽ thì chúng ta đều phải đi qua cái bước của sự cân bằng và hài hòa, phải đi qua cái bước đó trước. Wow, nhiều cơ hội đến á, các bạn có nhiều cơ hội á, các bạn chờ mình thêm tí nha. Thấy có nhiều cơ hội mà để bạn thấy rất là hay nè, chờ mình nhiều cơ hội mình thêm đi. Oh, Door to Spirit. Wow. Contract, hợp đồng. Có thể là cái gì đó liên quan đến hợp đồng. Rồi, Door to Spirit là sự phát triển cao về nhận thức tâm linh. Các bạn sẽ tinh thần được thoải mái. Và nếu như các bạn có đang gọi là từng ở trong trạng thái căng thẳng, stress, hoặc là mất ngủ, hoặc là áp lực tinh thần gì đó, thì bạn sẽ được giải phóng những cái năng lượng này. Wow, bạn sẽ được giải phóng về những cái năng lượng mà gọi là gây nên những bệnh về tinh thần á, là bạn sẽ giải phóng được có cái gì đó liên quan đến hợp đồng. Cái cơ hội của các bạn có thể liên quan đến hợp đồng. Để mình thêm chút xíu nữa đi, mình cũng không biết là vũ trụ cho mình tiết lộ được bao nhiêu. Wow, bây giờ bài mấy bạn rút nữa nó cũng y chang cái ý nghĩa cũ à. Tại vì á, bài mấy bạn đang được tiết lộ ở cái mức là cái điều sắp tới á, nó là một cái friendship á, có đồng đội, có bạn bè, có đồng nghiệp. Rồi, cái năng lượng hài hòa, bình an đến với các bạn, năng lượng của sự ổn định đến. Bạn thấy thanh thản nhiều hơn, bạn thấy tiếp đất nhiều hơn, bạn thấy biết ơn với cuộc sống nhiều hơn. Và cái hợp đồng này nó sẽ đưa đến cho các bạn một tin khá là vui luôn á. Trước mắt thì mình thấy cái gì đó nó có liên quan đến giấy tờ, thủ tục hợp đồng, liên quan đến luật nhân quả cũng có thể có luôn nha. Rồi, liên quan đến những sự công bằng nào đó, thì mình thấy là cái điều đó sẽ làm cho bạn rất là vui, bởi vì bạn có cảm giác được thanh bình, được được hài hòa. Bạn có cảm giác được bình yên á, cảm giác được bình yên. Đó. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụi ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.